Họp báo Việt Nam đấu Nhật Bản, huấn luyện viên Park muốn ghi bàn và kiếm điểm. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói về đội tuyển Nhật Bản. Nhật Bản có 2 trận thắng và 2 trận thua. Họ là hạt giống cao của bảng, xếp hạng 29 FIFA. Đây là đối thủ khó nhất ở bảng này. Nhưng ngày mai chúng tôi thi đấu trên sân nhà. Trừ trận gặp Australia, còn lại chúng tôi đều ghi bàn. Vậy nên chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để kiếm điểm. Về cơ hội đá chính của Công Phượng sau khi chơi rất tốt trước Nhật Bản ở ASEAN Cup 2019, không chỉ trên tuyển, Công Phượng còn là một cầu thủ có năng lực tốt ở V-League. Ban huấn luyện và người hâm mộ đều thừa nhận điều này. Nhưng việc cậu ấy có đá chính ngày mai hay không, thì tôi không tiện nói ở đây. Quế Ngọc Hải nói về ngôi sao Minamino và điểm mạnh của Nhật Bản, trận ngày mai rất khó khăn với Việt Nam. Nhật Bản có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, trong đó có cả ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tự tin khi có lợi thế sân nhà. Minamino rất hay, nhưng Nhật Bản còn nhiều cầu thủ xuất sắc khác. Chúng tôi phải cẩn trọng với tất cả và hạn chế tối đa sức mạnh của họ. Điểm mạnh của Nhật Bản là khả năng kiểm soát bóng và tấn công. Nên ngày mai là một trận đấu rất khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn tự tin, vì có điểm tựa là sân nhà và các khán giả nhà. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói tiếp về đội tuyển Nhật Bản. Năm 2018, Việt Nam và Nhật Bản có một trận đấu tại ASIAD. Việt Nam thắng 1-0, nhưng đó là đội U23 nên không thể đánh giá chuẩn được. Tôi không thể đánh giá chính xác đội bạn vì nhiều cầu thủ của họ thi đấu tại J-League. Hàng thủ của họ có những sự bổ sung chất lượng từ các giải đấu hàng đầu châu Âu, còn ở cuộc đối đầu năm 2019, danh sách hiện nay của Nhật Bản còn khoảng 15 người đá giải năm đó. Hàng thủ của họ hiện nay giữ nguyên. Tôi không nghĩ mình có thể đánh giá đầy đủ sự phát triển của họ. Đa số họ đá ở các giải hàng đầu thế giới nên ta không thể đánh giá chính xác họ. Nhưng chắc chắn, họ có những cầu thủ rất tốt.